chuyện để đi lên, chứ đừng đứng đó đưa mặt ngước lên. Đâu phải là thằng nhóc nhỏ suốt ngày ăn chơi gia cảnh bấp bênh. Tới ngày bước ra xã hội mà nhìn bề đóng phía trên, sẽ có một ngày mày cũng phát triển rồi được ai độ nhắc tên. Đó là lời nói thật, ta lấy nó làm tâm điểm, nhắm lấy mục tiêu rồi nuôi ý chí để một ngày nào đó thong thành ý niệm. Wow, cuộc đời đông đưa đưa đẩy tao đủ điều, avoid to a new level to feel the your chill. Ay, nhiều khi như dốc chim bao nhưng là hiện thực ở ngay trước mắt. Phải biết nắm bắt cơ hội, nó như ánh sáng đồ lại chấm tắt. Phải liều một phen liều thì ăn nhiều hay rơi vào vòng bế tắc. Vô cái đống năm nhì hãy thử cảm giác tạm mình một bước ngoài vậy. Vẫn là tao không ai khác, liều gà con của tụi mày đây. Tao đéo làm nhạc cho tụi mày khóc mà chỉ làm nhạc cho tụi mày bay. Bắt đầu trận chiến khi tuổi 13, kể lời người ta nhưng tao vẫn cháy sống thân năm nhì. Tao không sân si như loại đàn ông mà lại thích bận váy. Nói với Kevin em cần phát triển đi lên nữa. Rap Việt nếu giờ là kho xăng thì để gà con chăm thêm lửa. Let's go. Tao từng là thằng thiếu thốn nhưng bây giờ tao cũng khá rồi cù. Nói ghét nhạc tao ở ngoài vậy chớ, và tối đêm về nghe rồi ngủ. Fuck. Khi gà con bắt đầu tham gia vào việc rap, mấy thằng hater ngồi coi anh ra tạo nên kiệt tác. Tao vẫn sẽ đi đến khi nào tao liệt xác. Thằng Nam Nhi không lo, để đầu tao lo cái chuyện khác. Đi theo. Khi ta đã phát triển, bước đi lên từ thằng với các biển, làm nhạc chung tần số cùng vài thằng homie. Có thằng cô tỏ ra điều khác biệt, anh vẫn cháy thì đúng là ác thiện. Không gian này không dễ bị vắt kiệt, anh em tao thương phương không thất bại. Sống phải phốc con tim này bất diệt. Và khi nó hỏi tao làm gì trong nhạc, đến độ tao phải ra chứng minh. Đưa tri thức đã được tao xếp sẵn cho vào âm nhạc, sẽ xét lộ đứng khinh. Phải chấp tay tao tạ nạn ơn trời, sẽ nhớ mãi là hứa ấy không rời. Dùng ước mơ con vẽ ra hiện thực, và vẫn bước trên con đường con mong tới. Một cái mặt tay có từ đây, anh em quy quần bên từng ngày. Thằng cầm cờ có thằng thì cầm đồ, nhưng vẫn có thằng muốn đứng trên cơ đồ. Khi tăng được thêm con level, đi sang cả đêm tìm devil. Chạy khắp cả một cái sài thành, và kiếm tiền từ để chơi cùng mấy cô.